Tùng Vân đóng cửa tỉnh thất Bồng Lai, từ chối nhận kết quả giám định ADN. Vụ buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai, kẻ cầm đầu khai không biết buôn bán. Đồng Nai, xe tải chở cám lật, đè một phụ nữ 32 tuổi tử vong ngay tại chỗ. Vụ cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp, hiệu trưởng nói thầy sai, cô sai, học sinh cũng sai. Bão Nangae chưa đổ bộ, 13 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, sạt lở ở Philippines. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin mới nhất liên quan đến vụ tỉnh thất Bồng Lai. Theo thông tin mới nhất của phía cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, đã có kết quả giám định ADN 28 người ở tỉnh thất Bồng Lai và xem đây là cơ sở để khởi tố thêm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với nhóm người ở đây. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng đến để tống đạt kết quả giám định ADN đối với Lê Tùng Vân thì bị cáo này nhất quyết đóng cửa không nhận kết quả từ cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An. Viện khoa học hình sự Bộ Công an C09 đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ở tỉnh Thất Bồng Lai, địa chỉ tại hộ Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra đến tỉnh Thất Bồng Lai để tống đạt kết quả giám định ADN thì ông Lê Tùng Vân đóng cửa, không hợp tác. Cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc. Cơ quan điều tra đã tống đạt kết quả trên đến các bị cáo đang bị tạm giam. Được biết vì lý do nhân đạo, tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em nên cơ quan điều tra sẽ không công khai kết quả giám định ADN tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên qua kết quả ADN, cơ quan điều tra đã có cơ sở để xem xét khởi tố tội lừa đảo tài sản và tội loạn luân tại đây. Trước đó ngày 20 đến 21 tháng 7, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm với nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tòa sơ thẩm cáo buộc nhóm người sống ở tỉnh thất bồng lai được ông lê tùng vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội facebook và youtube chứa đựng những thông tin xa sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa, xúc phạm phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo, tức thượng tọa thích nhật từ. Chứng cứ trong vụ án này là 5 clip đã đăng tải công khai trên hai kênh YouTube do nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, bị tuyên 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù. Cụ thể Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng nhận mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù. Sau phiên tòa, cả 6 bị cáo đều kháng cáo theo hướng kêu oan. Liên quan đến vụ việc này, bị cáo Lê Thu Vân 65 tuổi cũng bị khởi tố với tội danh nói trên. Tuy nhiên trong thời gian bị khởi tố, bị can bỏ đi khỏi địa phương và ra đầu thú sau đó. Nhóm luật sư của những người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có đơn gửi công an tỉnh Long An, đề nghị đình chỉ điều tra bị can đối với bà Vân do bệnh hiểm nghèo. Tuy vậy công an tỉnh Long An cho rằng chưa có cơ sở xem xét khi bị can Lê Thu Vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định. Ngoài ra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, trước đó, Công an tỉnh Long An nhận được nhiều đơn tố cáo Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống ở tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Ngày 24 tháng 9, sau khi có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức cá nhân, Công an tỉnh Long An và các cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giám định ADN đối với 27 trên 28 người có liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai toàn bộ mẫu đã được gửi đến phân viện khoa học hình sự bộ công an tại thành phố hồ chí minh để trưng cầu giám định dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 2 tháng 11 mặc dù ông lê tùng vân đóng cửa tỉnh thất bồng lai từ chối nhận kết quả giám định tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn xem xét kết quả giám định adn 28 người ở tỉnh thất bồng lai là cơ sở để khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với nhóm người ở đây liên quan đến vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại đồng nai phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu đã bước sang ngày làm việc thứ tư với phần xét hỏi đối tượng cầm đầu Đào Ngọc Viễn, 54 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý tại phiên tòa, ông trùm đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng cho rằng bị cáo không buôn xăng mà chỉ biết làm vận tải nên không nghĩ đã vi phạm pháp luật. Trong phần xét hỏi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Thành cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai và các luật sư tiến hành chất vấn bị cáo Đào Ngọc Viễn. Tại phiên tòa, bị cáo Đào Ngọc Viễn cho rằng đối tượng chỉ hưởng lợi 36 tỷ đồng trong vụ buôn lậu xăng dầu, chứ không phải là 46 tỷ đồng như cáo trạng đã công bố. Ngay từ lúc bắt đầu kết hợp làm ăn với Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn về việc ăn chia lợi nhuận. Viễn khai từ khi bắt đầu hợp tác cho tới khi bị bắt, bị cáo chỉ gặp Hữu một lần và sau đó rất ít khi liên lạc với nhau. Có nhiều tháng, Viễn và các đồng phạm khác được chia lời rất ít dù biết bị thiệt thòi nhiều nhưng bị cáo vẫn phải chấp nhận do gia đình đang khó khăn. Theo bị cáo Viễn, bản thân vốn làm nghề vận tải, chuyên chở quốc tế mà không biết buôn bán xăng dầu. Tàu chở hàng là của bị cáo, tuy nhiên khi chở hàng về, chia hàng về đâu, đi lại như thế nào, các thuyền trưởng làm việc trực tiếp với Hữu, vì Hữu là người có kinh nghiệm. Viễn khai, bị cáo chỉ dặn các thuyền trưởng rằng anh Hữu là chủ hàng, anh Hữu điều đi đâu phải đi chỗ đó, giao hàng ở đâu sẽ đến đó giao. Trong quá trình làm ăn với nhau, tàu của Viễn vận chuyển 44 chuyến, mỗi chuyến giá chở hàng từ trên 1 tỷ đến trên 2 tỷ đồng, tùy theo trọng tải. Cả hai làm ăn với nhau từ tháng 2 năm 2020 đến thời điểm bị phát hiện. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định tại phiên tòa, Viễn có lời khai mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra, nên đề nghị hội đồng xét xử cho công bố các tài liệu liên quan. Được tòa chấp nhận, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố hồ sơ liên quan, xác định bị cáo Viễn khai lợi nhuận thu được trong quá trình vận chuyển xăng là hơn 47 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định số lượng sang nhập về Việt Nam của bị cáo Viễn chưa tiêu thụ hết, nên xác định lại số tiền thu lợi của bị cáo Viễn là hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Viễn khẳng định số tiền thu lợi được nhận từ hữu không đến con số như vậy và mong hội đồng xét xử xem xét. Theo cáo trạng, Viễn, Hữu thỏa thuận góp vốn để nhập lậu xăng dầu với tổng số vốn hai đợt là 53,4 tỷ đồng. Trong đó, Hữu góp vốn 40% số vốn, nhóm của Viễn góp 60%, Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%, ăn chia theo tỷ lệ 46. Hữu có trách nhiệm quản lý số tiền này, tìm khách hàng bán xăng nhập lậu và quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ hoạt động buôn lậu. Viễn chịu trách nhiệm sử dụng tàu vận chuyển xăng từ Singapore về Việt Nam. Hữu sẽ điều động tàu khác vận chuyển số xăng này cung cấp cho các đầu mối tiếp theo tại nhiều tỉnh thành để tiêu thụ. Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến với hơn 198 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng, trong đó hữu hưởng lợi hơn 156,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Viễn còn góp vốn với một số đối tượng khác mua hai tàu thủy vận chuyển xăng đưa về tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ. Từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, nhóm của Viễn đã buôn lậu 3 chuyến, vận chuyển trên 5,7 triệu lít xăng. Tổng cộng, Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu gần 204 triệu lít xăng, với tổng giá trị hơn 2.690 tỷ đồng. Riêng cá nhân Viễn thu lợi bất chính trên 46,7 tỷ đồng. Mới đây một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó khi đang chạy trên quốc lộ 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, xe tải chở cám tránh xe máy đang qua đường rồi bị lật, đè một phụ nữ 32 tuổi tử vong ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị LTHH, 32 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10, Xe tải mang biển kiểm soát 60C47274 chở hàng trăm bao cám lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận. Khi đến khu vực ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Tràng Bom, chiếc xe bất ngờ tránh một xe máy đang qua đường rồi mất lái, lật ngang xuống đường. Lúc này chị LTHH đang đứng cạnh xe máy ở lề đường, không tránh kịp nên bị cả xe và hàng đổ đè lên người. Ngay lập tức, người đi đường chạy tới hỗ trợ kéo các bao cám ra ngoài, nâng thùng xe tải để đưa người phụ nữ ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe máy mang biển số 60H1-11667 ở ngay cạnh bị đè bẹp rúm, hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Tràng Bom đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ xô xát liên quan đến học sinh. Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba em học sinh ở tỉnh Quảng Nam đang ngồi trong quán ăn thì một nhóm đối tượng xông vào, dùng hung khí tấn công gây thương tích. Theo đó đoạn clip dài khoảng 34 giây ghi lại cảnh nhóm thanh niên mang theo hung khí xông vào quán nước ven đường trước trường học. Tại đây khi bắt gặp ba nam sinh đang ngồi uống nước, nhóm thanh niên đã gây thương tích cho hai nam sinh. Chưa dừng lại ở đó, một thanh niên lấy chai thủy tinh từ quán nước ra tay liên tiếp, khiến vỏ chai bị vỡ tung, một em học sinh ôm đầu hoảng loạn. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt bình luận đa phần tỏ ý bất bình trước cách hành xử mang tính côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên trên. Liên quan tới vụ việc trên, Đại tá Trần Văn Xuân, trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đã nắm thông tin và xem đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một số em học sinh bị nhóm thanh niên dùng hung khí xông vào gây thương tích. Theo Đại tá Xuân, vụ việc xảy ra tại khu vực gần trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 28 tháng 10. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc này. Bước đầu công an xác định, một học sinh bị gây thương tích được đưa đến bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa, huyện Thăng Bình điều trị. Một em bị thương nhẹ hơn đang được cán bộ công an lấy lời khai. Riêng nhóm thanh niên gây thương tích cho các em học sinh này đang được công an huyện Thăng Bình triệu tập lên làm rõ. Liên quan đến vụ cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp học ở Huế gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua, sau khi người trong cuộc lên tiếng thì mới đây, ông Ngô Đức Thức, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng thành phố Huế cũng đã có câu trả lời về đoạn clip nam giáo viên to tiếng và đẩy giáo viên nữ ra khỏi lớp học. Theo ông Thức, clip quay lại sự việc xảy ra tại lớp 10A9 của trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng. Sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp 10A9 hôm 22 tháng 10. Sau đó, lãnh đạo nhà trường đã hội ý và đề nghị các bên có liên quan viết tường trình sự việc gồm Thầy giáo Nguyễn Đức P, cô giáo Hồ Thị T, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A9 là cô Trần Thị Thùy Đê và tập thể học sinh lớp 10A9. Về phía thông tin nhà trường có được thì khi đó, do hội ý với ban giám hiệu nhà trường nên cô D vào lớp muộn cho học sinh tự quản tiết sinh hoạt. Lúc này cô T lại vào lớp 10A9 làm việc với học sinh. Sau khi cô D trao đổi xong với ban giám hiệu trở về lớp thì cô D yêu cầu cô T đi ra, nhưng cô T không ra nên cô D đã liên lạc với ban giám hiệu nhà trường. Các thầy cô có mặt thuyết phục khoảng 10 phút nhưng cô T không ra. Sợ hình ảnh các thầy cô giáo lời qua tiếng lại trước mặt các em học sinh là không nên, nên thầy P đã cầm tay đẩy cô T ra. Ông Thức cho biết, thầy P là người đưa cô T ra, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ của thầy P hơi cứng nên người xem đã hiểu lầm. Thầy P sẽ bị nhắc nhở. Cô T vào lớp nhưng không được sự cho phép, giáo viên chủ nhiệm mời không ra, cô T sai. Cả lớp 10A9 được giáo dục về tính an toàn khi tham gia các cộng đồng mạng, nhưng các em học sinh lại đưa clip là sai với điều được học ở trường. Ngoài ra với vai trò là thủ trưởng đơn vị nhưng đã để xảy ra sự việc nêu trên nên ông Thức cũng nhận trách nhiệm về việc này. Ông Thức cho biết sự việc đã được nhà trường báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành ủy Huế. Theo kế hoạch, ngày 29 tháng 10, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng sẽ gặp mặt trao đổi với bốn bên liên quan, sẽ có hướng xử lý hợp tình hợp lý và tiếp tục thông tin cho báo chí. Trong khi liên quan đến thông tin cho rằng, nguyên nhân xảy ra vụ việc trên là do chủ dập tấn công cá nhân cô giáo Hồ Thị Tê, bởi trước đó cô Tê có lên tiếng về chuyện khuất tất trong thu chi, không dân chủ ở nhà trường. Ông Ngô Đức Thức cho biết, hiện chỉ có thể trả lời về những gì liên quan đến clip trên mạng. Còn giả sử như nhà trường có xảy ra những chuyện liên quan đến thu chi tiền bạc thì đã có các cơ quan thẩm quyền xử lý. Như đã thông tin, những ngày qua một đoạn clip dài 18 giây ghi lại cảnh một nam giáo viên to tiếng kéo tay rồi đẩy một cô giáo mặc áo dài ra khỏi cửa lớp học trước sự chứng kiến của một giáo viên nữ khác và nhiều học sinh. Sự việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng Thời Thiên Huế. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận với nhiều bình luận. Ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, sở đã mời giáo viên lên nghe báo cáo toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra hôm đó tại lớp và đã chỉ đạo hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng báo cáo đầy đủ về vụ việc. Ông Nguyễn Tân cho hay, căn cứ báo cáo của trường và nghiên cứu các quy định về thực hiện quy tắc ứng xử công vụ và các quy định hiện hành, sở sẽ xử lý nghiêm viên chức, cá nhân vi phạm theo quy định cũng như trách nhiệm công tác quản lý của lãnh đạo nhà trường để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Thưa quý vị, trên vùng biển miền trung Philippines đang xuất hiện một cơn bão lớn với tên gọi quốc tế là bão Nangae, có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Mặc dù bão Nangae vẫn đang ở ngoài khơi và chưa đổ bộ vào Philippines, nhưng mưa lớn sau ảnh hưởng của cơn bão đã gây lũ lụt, sạt lở ở quốc gia này khiến 13 người thiệt mạng. Qua chức cơ quan tình trạng khẩn cấp Philippines cho biết, mưa lớn, lũ lụt và lở đất gây ra bởi cơn bão Nangae khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Dự báo cơn bão sẽ đổ bộ miền nam nước này. Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát khu vực Ông Nagup Sanarimbo, trong số 13 người thiệt mạng, có 10 người thiệt mạng do lũ lụt tại thị trấn Datu Bla trên đảo Midanao. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ dùng xuồng phao vớt được 3 nạn nhân khác tại thị trấn Datu Odin Sinsuat gần đó. Ông Nagup Sanarimbo cho hay, chúng tôi hy vọng số nạn nhân sẽ dừng lại ở đó. Lực lượng cứu hộ gồm các đơn vị quân đội cũng đã kiểm tra những khu vực khác nhau sau khi tiếp nhận các thông tin lũ lụt và sạt lở. Cuối ngày 27 tháng 10, Mưa lớn bắt đầu diễn ra ở Mindanao, gây ra lũ quét và lở đất tại khu vực còn nhiều khó khăn này ở Philippines. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, mưa lớn trong khu vực trên là do ảnh hưởng của bão Nangae. Bão Nangae đang di chuyển theo hướng về phía bắc Philippines. Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines cho biết, gần 5.000 người đã được sơ tán khỏi những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sạt lở. Theo dự báo, bão Nangae sẽ đổ bộ vào Philippines trong thời gian từ ngày 29 đến 30 tháng 10. Cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết bão Nangae có khả năng mạnh lên trong 24 giờ tới và nguy cơ gây ra lũ lụt và lở đất do mưa và sức gió có thể duy trì ở cường độ mạnh. Cơ quan này cho hay, bão nhiệt đới Nangae được dự báo sẽ mạnh thêm khi di chuyển ở vùng biển Philippines và có thể đạt cấp bão nhiệt đới nghiêm trọng trong vòng 24 giờ. Philippines là quần đảo bao gồm hơn 7.600 hòn đảo. Nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Nangae có khả năng vượt qua Philippines và tiến vào Biển Đông trong ngày 30 tháng 10, trở thành cơn bão số 7 có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines đã mạnh thành bão, có tên quốc tế là Nangae. Dự báo trong những giờ tới, bão Nangae có khả năng mạnh thêm và đi vào Biển Đông trong ngày 30 tháng 10. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 29 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 cấp 8. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10 giật cấp 12, biển động rất mạnh. Sau khi vào biển Đông, bão Nangaeye sẽ di chuyển lên phía bắc với xác suất từ 65 đến 75%. Sau đó diễn biến bão còn rất phức tạp do tương tác với không khí lạnh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đang theo dõi sát và sẽ cập nhật thường xuyên các diễn biến tiếp theo của bão Nangaeye. Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 29 tháng 10. Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía nam nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có rông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp để có được một ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo.